Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng thì việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các mặt hàng nông sản Việt Nam là vấn đề cần quan tâm. Thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân và doanh nghiệp. Là một đất nước nông nghiệp với nhiều mặt hàng nông sản có thế mạnh, nhưng sản phẩm nông sản của Việt Nam có thương hiệu trên thị trường hiện còn ở mức độ khiêm tốn. Theo số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay khoảng 20% nhãn hiệu nông sản Việt Nam được đăng ký. Cả nước hiện có trên 900 đặc sản nông nghiệp gắn với hơn 700 địa danh, nhưng hiện chỉ có gần 30 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 9 trên 11 tổng công ty thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đăng ký thương hiệu cho 107 mặt hàng. 15 trên 58 hội viên Hiệp hội Trái cây Việt Nam đã đăng ký bảo hộ thương hiệu trong nước. Việt Nam luôn là một trong những nước hàng đầu thế giới về sản lượng cà phê, hồ tiêu, hạt điều. Nhiều loại trái cây như vải thiều, nhãn, bưởi, thanh long được ưa chuộng trên thị trường nhưng vẫn chưa xây dựng được thương hiệu riêng biệt. Trên thị trường nội địa, hơn 80% nông sản được tiêu thụ mà không có nhãn hiệu. Để nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản trong việc tiêu thụ tại thị trường trong nước, mỗi địa phương lại căn cứ vào tình hình thực tế của mình để xây dựng các chương trình sản xuất, phân phối và cách quảng bá để tiếp cận với người tiêu dùng. Ủy ban nhân dân tỉnh thì cũng đã giao cho ngành công thương hàng năm thì cũng đã hỗ trợ kinh phí cho vấn đề xúc tiến cái thương mại và xây dựng cái thương hiệu và quảng bá cái sản phẩm hàng hóa cũng như là cái sản phẩm đặc sản. Thế trên cơ sở thì cũng đang mời gọi các doanh nghiệp để làm sao cùng đồng hành với người dân ở những cái vùng mà có cái cây đặc sản để xây dựng cái thương hiệu và tạo lên một cái vùng sản phẩm tốt. Thế trên cơ sở như vậy là để nâng cao được cái giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, làm sao mà cái đời sống cho người dân được tốt hơn. Trong kế hoạch của nhiệm kỳ 2016-2020 thì tỉnh Sơn La xác định là sẽ phải đi sâu vào để mà tổ chức khơi dậy cái tiềm năng và sản xuất các cái mặt hàng đặc sản của các vùng trong tỉnh. Trong đó chúng tôi xác định là có 19 cái loại sản phẩm đã được đưa vào kế hoạch để mà có cái chương trình như là làm chỉ dẫn địa lý, như là làm thương hiệu cho các loại sản phẩm này. Để hỗ trợ bà con nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nông sản tiếp cận nhanh với thị trường, thời gian qua, Bộ Công Thương, các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đã triển khai liên tục và thường xuyên hoạt động kết nối cung cầu, gắn kết thị trường giữa nhiều vùng miền trong nước. Bên cạnh đó, tích cực triển khai thực hiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối, mô hình điểm bán hàng Việt Nam cố định thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được xây dựng thành công, đã tạo ra mối liên kết theo chuỗi từ sản xuất tới tiêu thụ. Nhờ vậy, hàng nông sản Việt Nam đã dần lấy lại vị trí tại thị trường trong nước. Có thể nói là nổi bật nhất về tỷ lệ hàng Việt Nam thì chúng ta có thể thấy thông qua các cái hệ thống phân phối hiện đại như là siêu thị, rồi các cửa hàng tiện lợi, các cái chuỗi cửa hàng chuyên danh chuyên dụng về mặt hàng nông sản thì là chúng ta thấy rõ nhất trong cái tỷ lệ này, khi mà trên 80% là hàng Việt Nam, đặc biệt là các cái kênh phân phối mà có tiếng ở Việt Nam như là Sài Gòn Co-op hay là Big C hay là Vinmart, thì đã có những cái chương trình để kết nối đưa hàng Việt vào trong đó, từ chương trình hàng kết nối đưa hàng nông sản, hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng cho đến hàng công nghiệp nông thôn đã được vào đó. Bước nữa là chúng ta phải cố gắng trên đẩy mạnh đưa tỷ lệ hàng Việt tại các chợ truyền thống, mà hiện nay chúng ta đang có 8.660 cái chợ truyền thống, thống kê cho đến hết năm 2015 là như vậy. Để giúp các mặt hàng nông sản nhanh chóng tìm được chỗ đứng và khẳng định thương hiệu tại thị trường nội địa, Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đặc biệt là việc phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Theo đó, 3 nhóm chương trình chính được tập trung thực hiện gồm hỗ trợ thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng, phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam ổn định và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam.